trân trọng kính chào quý vị và xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ tham dự bữa họp hôm nay. Nhiều quý vị đã biết, ba của Janet là một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình và Janet là người vượt biên tị nạn Cộng sản, cũng như nhiều quý vị khắp nơi trên thế giới. Qua hơn 14 năm phục vụ cộng đồng, Janet đã học hỏi và hiểu biết được người dân Việt Nam chúng ta đã trải qua và chứng kiến Cộng sản đàn áp người dân, lấy đi nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận trong nhiều năm qua và cho đến ngày hôm nay. Trong nhiều năm qua là một người dân cử đại diện khu vực tại quận Cam, Janet đã luôn tranh đấu cho nhân quyền và tự do cho Việt Nam và cho người dân Việt Nam. Hơn 100 năm qua, từ cuộc cách mạng Bolshevik tại Yazoo, Russia, và đã có hơn 100 triệu người trên thế giới, và trong số đó có rất nhiều người Việt Nam đã chết dưới sự bảo tàng của chủ nghĩa Cộng sản. Vì vậy, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Janet đã đề trình nghị quyết 116 tại Quốc hội ở tiểu bang Cali. Nghị quyết 116 này là ghi nhận và tưởng nhớ 100 triệu người trên thế giới đã chết vì sự bảo tàng của chủ nghĩa Cộng sản, và trong số đó có rất nhiều người Việt Nam chúng ta. Nghị quyết này đã được hơn 13 tiểu bang đã thông qua rồi. Tại sao Cali mình chưa? Và hôm nay, nghị quyết 116 là một trong những việc Janet làm để đóng góp, để chúng ta có những bằng chứng để lại những lịch sử đau thương của người Việt Nam cho con em chúng ta. Janet mong chúng ta bỏ tay cùng đoàn kết và ủng hộ để cho mình có cái sức mạnh. Nghị quyết này tháng tới đây sẽ thông qua, sẽ đến qua Hạ viện, và Janet xin quý đồng hương giúp cho Janet như quý vị đã bỏ tay và giúp cho Janet trong nhiều năm qua. Thì quý vị nhớ AB 22 mấy năm trước đã cho quý vị mà identify with Cộng sản Việt Nam hay một trong cái hội Cộng sản làm được trong chính quyền của nước Mỹ là một người giáo sư để dạy cho con em chúng ta. Nhờ quý đồng hương mà AB 22, ông author của AB 22 không có thông qua và không có đem dự luật đó tiếp tục nữa, và nhờ quý vị và đồng hương hơn 50 hội đoàn ở trong nước Mỹ của chúng ta nói lên cái tiếng nói, và mấy ngàn người Việt Nam chúng ta cái tiếng nói đó rất là mạnh. Và thứ nhì, quý vị cũng nhớ SB 895. SB 895 là một cái giảng dạy để nói lên cái lịch sử và cái tiếng nói của các vị chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các gia đình như Janet đi vượt biên, lên cái lịch sử, mỗi lần lịch sử của chiến tranh Việt Nam dạy trong trường học từ mẫu giáo tới lớp 12 ở tiểu bang Cali sẽ có cái giảng dạy đó, có cái tiếng nói của chúng ta. Và quý vị cũng biết bữa nay lịch sử chiến tranh Việt Nam đang dạy là chỉ có hai cái tiếng nói thôi. Tiếng nói một là Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là tiếng nói của nước Mỹ. Tại sao cái tiếng nói của chúng ta không có? Và không có nói lên gì về mấy triệu người Việt Nam đi vượt biên luôn. So Janet, xin cảm ơn quý vị. Nhờ quý vị, SB 895, it took gần tới 4 năm lận, thưa quý vị, mình thông qua được ông Governor
ký tên. Và bây giờ mình sẽ mong là trong mấy năm tới đây sẽ có cái giảng dạy đó. Và thưa quý vị, một cái vui nhất cho Janet là năm nay ông thống đốc đã cho cái nhân khoản để cho mình làm cái giảng dạy đó. Và so Janet mong là 5 năm tới đây mình sẽ có cái giảng dạy đó. Và mấy tuần tới đây Janet sẽ announce cái committee của cái giảng dạy đó cho quý đồng hương. Và nhờ cái sự thương yêu và ủng hộ của quý vị, ông bà, chú và cô, anh, chị, Janet có cái sức mạnh để tiếp tục tranh đấu và ủng hộ cho cộng đồng chúng ta. Và Janet mong quý vị giúp cho Janet, mình còn chỉ có 30 ngày. Mình phải bắt các vị 79 dân biểu của tiểu bang Cali phải ủng hộ nghị quyết 116 thông qua, because mình phải nhớ về cái các vị nạn nhân của Cộng sản. Và một lần nữa, Janet xin cảm ơn. Có một cái câu hỏi có thể tế nhị với dân biểu cho Trần Quyển. Một tin đồn tôi nghe cũng tới lui nhiều lần nói rằng là dân biểu cho Trần Quyển trong vai trò dường như là trước đây là thượng nghị sĩ, có thể đã có một cái cuộc gặp gỡ riêng nào đó với ở trên San Francisco với ông tổng lãnh sự của Cộng sản Việt Nam ở trên San Francisco, ông không nhớ rõ ông ấy tên gì, nhưng mà cái chuyện đó là có hay không, thượng nghị sĩ có thể giải thích ạ? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, cái đồn đó, cái rumor đó đã hơn gần mười mấy năm rồi. Và thưa quý vị đã biết, và Janet đã answer cái câu hỏi đó rồi, là không có. Và bây giờ thì quý vị cũng biết là mỗi lần mà Janet đi ra bầu cử là cái đồn đó sẽ tối ngày tiếp tục trở lại. Và cái đó là một cái mà chia rẽ cộng đồng chúng ta. Và Janet nhắc quý vị là quý vị đã thấy cái việc làm của Janet hơn 14 năm qua rồi. Và các vị thì mình biết nhóm nào rồi. Mình biết là cái nhóm đó là các ông và các vị đó tiếp tục sẽ làm mọi cách để cho Janet không có thắng được một cái bầu cử nào. Và so mình mong quý vị mình pretty much kind of a warning đi cho cộng đồng là trong bầu cử tới đây, trong mấy tuần tới đây, mấy tháng tới đây, là quý vị sẽ nghe mấy người đó một lần nữa. After 14 năm, 16 năm rồi, they won't quit. It's unfortunate, but quý vị đã thấy cái việc làm của Janet và cái mạnh dạn của Janet và cái việc mà Janet tiếp tục để mình phải tranh đấu cho tương lai của nước Việt Nam, tự do dân chủ, và also tương lai con em của chúng ta ngày bữa nay và tương lai của mấy năm tới đây. Như vậy là cô Janet Nguyễn hoàn toàn phủ nhận không có hề có cái cuộc gặp gỡ đó như là tin đồn. Dạ đúng. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Xin cảm ơn. Đó là những câu trả lời rất là thẳng thắn rõ ràng của bà Janet Nguyễn, đặc biệt là trong cái việc mà gặp gỡ với một phiên chức gọi là tổng lãnh sự ở San Francisco của Việt Nam.